tin mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi muốn Thầy làm một dấu lạ. Người trả lời: Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ, nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Jonah. Cũng như xưa, tiên tri Jonah ở trong bụng cá 3 đêm ngày thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Jonah mà sám hối tội lỗi. Nhưng đây, có đấng cao trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì bà từ biên thùy trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Nhưng đây, có đấng cao trọng hơn Salomon. Lòng tin quan trọng hơn dấu lạ. Sẽ không cho dấu lạ nào trừ dấu lạ tiên tri Jonah. Thật ra Đức Giêsu đã làm rất nhiều dấu lạ giữa dân Do Thái đương thời: chữa bệnh, trừ quỷ, cho kẻ chết sống lại. Chỉ có điều các luật sĩ và biệt phái không tin vào quyền năng của Người và chỉ tìm cách bắt bớ Người. Đời sống của chúng ta đôi khi cũng muốn thấy những dấu lạ hơn là xây dựng đức tin. Mỗi khi cần điều gì, chúng ta chạy đến với Chúa. Nếu xin được, chúng ta cảm thấy vui sướng và dễ tin tưởng vào Người. Còn nếu xin không được, có người đâm ra tức tối, mất lòng tin, thậm chí quay lưng bỏ đi. Ước gì mỗi người chúng ta hiểu được lòng tin thì quan trọng hơn dấu lạ. Và chính lòng tin đã là một dấu lạ rồi.